Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 130. Đức Giê-hô-va ơi, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài. Chúa ơi, xin nghe tiếng tôi. Nguyện tai Chúa lắng nghe tiếng nài xin của tôi. Hỏi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho để người ta kính sợ Chúa. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài. Tôi trông cậy lời của Ngài. Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng, thật hơn người lính canh trông đợi sáng. Hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều. Chính Ngài sẽ chuộc Israel khỏi các sự gian ác ngươi. Chương 7. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê. Ngài không ưng đi trong xứ Giu-đê, bởi dân Giu-đa vẫn tìm phương giết Ngài. Và ngày lễ của dân Giu-đa gọi là lễ liều tạm gần đến. Anh em Ngài nói rằng, hãy đi khỏi đây và qua xứ Giu-đê, để cho các môn đồ cũng được xem công việc Thầy làm. Khi nào người ta muốn tỏ mình ra thì không ai làm kín dấu việc gì. Vì Thầy làm những sự đó hãy tỏ mình cho thiên hạ. Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán cùng anh em rằng, thì giờ ta chưa đến, còn về các ngươi thì giờ được tiện luôn luôn. Thế gian chẳng ghét các ngươi được, nhưng ghét ta, vì ta làm chứng này về họ rằng công việc họ là ác. Các ngươi hãy lên dự lễ này, còn ta chưa lên dự lễ đó, vì thì giờ ta chưa trọn. Ngài nói xong, cứ ở lại xứ Ga-li-lê. Lúc anh em Ngài đã lên dự lễ rồi, thì Ngài cũng lên, nhưng đi cách kín dấu không tố lộ. Vậy các người Giu-đa tìm Ngài trong ngày lễ và nói rằng, nào, người ở đâu? Trong đám đông có tiếng xôn xao bàn về Ngài. Người thì nói, ấy là một người lành. Kẻ thì nói, không phải, người phỉnh dỗ dân chúng. Song chẳng ai dám nói về Ngài tỏ tường vì sợ dân Giu-đa. Giữa kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu lên đền thờ dạy dỗ. Các người Giu-đa sững sờ mà nói rằng, người này chưa từng học, làm sao biết được Kinh Thánh? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta, có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh hiển riêng mình. Nhưng kẻ tìm vinh hiển của Đấng đã sai mình đến mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Môi-se há chẳng ban luật pháp cho các ngươi sao? Mà trong các ngươi không có một ai tuân theo luật pháp, cớ sao các ngươi kiếm thế giết ta? Dân chúng trả lời rằng, ngươi bị quỷ ám, nào ai là người tìm thế giết ngươi? Chúa Giê-xu đáp lại rằng, ta đã làm một việc, các ngươi thảy đều lấy làm lạ. Môi-se đã truyền phép cắt bì cho các ngươi. Phép đó không phải bởi Môi-se nhưng bởi tổ tông, và các ngươi làm phép cắt bì cho người đàn ông trong ngày Sa-bát. Nếu người đàn ông chịu phép cắt bì ngày Sa-bát cho khỏi phạm luật pháp Môi-se, thì sao ta chữa cho cả mình người bệnh được lành trong ngày Sa-bát mà các ngươi lại nổi giận? Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Có mấy kẻ trong dân thành Jerusalem nói rằng, đó có phải là người mà người ta tìm giết chăng? Kìa, người nói tự do mà không ai nói chi người hết. Dễ thường các quan đã nhận thật người là Đấng Christ. Thế mà chúng ta biết người này từ đâu lại, song khi Đấng Christ sẽ đến thì không ai biết Ngài từ đâu đến. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu đang dạy trong đền thờ thì kêu lên rằng, các ngươi quen ta, các ngươi biết ta từ đâu lại. Ta đã đến chẳng phải tự ta, nhưng Đấng đã sai ta đến là thật, mà các ngươi không biết Ngài. Ta thì biết Ngài, vì ta từ Ngài đến và Ngài là Đấng đã sai ta đến.
Vậy họ kiếm thế bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài vì giờ Ngài chưa đến. Song trong vòng dân chúng, nhiều kẻ tin Ngài nói rằng, khi Đấng Christ đến, sẽ có làm nhiều phép lạ hơn người này đã làm chăng? Người Pharisee nghe lời đoàn dân nghị luận về Ngài, thì mấy thầy tế lễ cả đồng tình với họ, cắt lính đi bắt Ngài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi ta đi về cùng Đấng sai ta đến. Các ngươi sẽ kiếm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở các ngươi không thể đến được. Các người Giu-đa nói với nhau rằng, thế thì người sẽ đi đâu mà ta không tìm được? Có phải người sẽ đi đến cùng những kẻ lưu lạc trong dân Grec và dạy dân Grec chăng? Người đã nói rằng các ngươi sẽ tìm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở các ngươi không thể đến được, ấy là nghĩa làm sao? Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giê-xu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giê-xu chưa được vinh hiển. Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó thì nói, người này thật là đấng tiên tri. Người khác thì nói, ấy là đấng Christ. Người khác nữa lại nói, đấng Christ há từ Galilee mà đến sao? Kinh Thánh há chẳng nói rằng đấng Christ phải ra từ dòng dõi vua David, làng Bethlehem là làng vua David sao? Vậy dân chúng cãi lẽ nhau về Ngài. Có mấy kẻ trong đám dân muốn bắt Ngài, nhưng không ai đặt tay trên mình Ngài. Vậy bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ cả và các người Pharisee. Những người này hỏi họ rằng, sao các ngươi không điệu người đến? Bọn lính thưa rằng, chẳng hề có người nào đã nói như người này. Những người Pharisee nói rằng, các ngươi cũng đã bị phỉnh dỗ sao? Có một người nào trong các quan hay là trong những người Pharisee tin đến người đó chăng? Song lũ dân này không biết luật chi cả, thật là dân đáng rủa. Nicodem là người trước có đến cùng Đức Chúa Giê-xu và là một người trong đám họ nói rằng, luật chúng ta há bắt tội một người nào chưa tra hỏi đến và chưa biết điều người ấy đã làm hay sao? Họ trả lời rằng, ngươi cũng là người Galilee sao? Ngươi hãy tra xét sẽ thấy rằng chẳng có tiên tri nào từ xứ Galilee mà ra hết. Ai nấy đều trở về nhà mình. Chương 37. Sê-đê-kia, con trai Yô-si-a, trị vì thay cho Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vì vua của Babylon là Nebuchadnezzar đã lập người lên làm vua đất Giu-đa. Nhưng vua cùng bầy tôi và dân sự trong đất đều không nghe những lời mà Đức Giê-hô-va đã phán bởi miệng tiên tri Giê-rê-mi. Vua Sê-đê-kia sai Giê-hu-can, con trai Sê-lê-mia, và Sô-phô-ni, con trai thầy tế lễ Ma-a-sê-gia, đến cùng tiên tri Giê-rê-mi mà nói rằng, xin vì chúng tôi cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Bây giờ, Giê-rê-mi còn đang đi lại trong dân sự chưa bị bỏ tù. Đạo binh của Pha-ra-ôn đã ra từ Ê-díp-tô. Những người canh đê đang vây thành Giê-ru-sa-lem nghe tin đó thì mở vây khỏi thành ấy. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi rằng, Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, các ngươi khá tâu cùng vua Giu-đa là người đã sai các ngươi đến hỏi ta rằng, này, đạo binh của Pha-ra-ôn đã ra cứu các ngươi thì sẽ lui về đất mình, tức trong Ê-díp-tô. Những người canh đê sẽ trở lại đánh thành này, chiếm lấy và dùng lửa đốt đi. Đức Giê-hô-va phán như vậy, các ngươi chớ tự dối mình mà rằng người canh đê chắc sẽ đi khỏi chúng ta, vì chúng nó sẽ không rời khỏi đâu. Dầu các ngươi đánh cả đạo binh của người canh đê đến đánh trận nghịch cùng các ngươi, trong chúng nó chỉ còn lại những kẻ bị thương tích, nhưng ai nấy cũng sẽ từ trong trại mình dấy lên mà dùng lửa đốt thành này. Khi đạo binh người canh đê mở vây khỏi thành Jerusalem vì sợ đạo binh Pharaon, thì Giê-rê-mi ra khỏi Jerusalem đặng đi trong đất Benjamin để nhận phần của mình giữa dân đó. Nhưng lúc đến cửa Benjamin thì có người đốc canh tên là Gireya, con trai Sê-lê-mia, cháu Hanani ở đó. Tên này bắt tiên tri Giê-rê-mi mà rằng, ngươi là kẻ hàng đầu người canh đê. Giê-rê-mi đáp rằng, nói bướng, ta không hàng đầu người canh đê đâu.
Nhưng Gireya không nghe, cứ bắt Jeremy mà dắt đến trước mặt các quan trưởng. Các quan trưởng giận Jeremy, bèn đánh đòn và giam trong nhà thư ký Jonathan, vì người ta lấy nhà đó làm cái ngục. Jeremy bị bỏ trong ngục trong buồng tối như vậy và người ở đó lâu ngày. Đoạn, vua Sê-đê-kia sai đem Jeremy ra và hỏi kín người tại trong cung mình rằng: Đức Giê-hô-va có phán lời gì chăng? Jeremy thưa: Có. Đoạn tiếp rằng: Vua sẽ bị nộp trong tay vua Babylon. Kế đó, Jeremy nói cùng vua Sê-đê-kia rằng: Tôi có phạm tội gì nghịch cùng vua, bầy tôi của vua và dân này mà bỏ tù tôi? Các tiên tri đã nói tiên tri rằng vua Babylon sẽ không đến đánh các ngươi, đánh đất này, thì nay ở đâu? Bây giờ hỡi vua chúa tôi, xin hãy nghe, mong rằng lời cầu xin của tôi được vua nhận lấy. Xin chớ giao tôi lại trong nhà thơ ký Jonathan, kẻo tôi sẽ chết tại đó. Vua Sê-đê-kia bèn truyền giữ Jeremy trong nơi hành lang lính canh, mỗi ngày phát cho một chiếc bánh của phố hàng bánh, cho đến chừng bánh trong thành hết trơn. Jeremy ở trong hành lang lính canh là như vậy. Chương 38. Sê-pha-tia con trai Ma-thang, Gedalia con trai Pha-su-rơ, Yu-can con trai Sê-lê-mia và Pha-su-rơ con trai Man-ki-a cùng nghe những lời Jeremy giảng trước mặt cả dân chúng rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ai ở lại trong thành thì sẽ bị chết bởi gươm dao, đói kém hoặc ôn dịch. Nhưng kẻ nào ra đầu hàng người canh đê thì sẽ được sống, được sự sống của nó như được của cướp thì nó sẽ sống. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Thành này chắc sẽ bị phó vào tay đạo binh vua Babylon, nó sẽ chiếm lấy. Các quan trưởng tâu cùng vua rằng: Xin hãy sai giết người này, vì nó nói những lời dường ấy, làm cho tay của lính chiến ở lại trong thành và của cả dân sự ra yếu đuối, vì người này không tìm sự cứu thoát cho dân, nhưng tìm sự hư hại. Vua Sê-đê-kia đáp rằng: Này, nó ở đây, nó ở trong tay các ngươi, vì vua không nghịch cùng các ngươi được. Họ bèn bắt Jeremy và quăng người xuống hố của Man-ki-a con trai vua. Hố ấy ở trong hành lang lính canh. Họ dùng dây mà thả Jeremy xuống. Hố không có nước, chỉ có buồng. Jeremy bị lút dưới buồng. Ebed-melet người Ethiopi làm hoảng quan trong cung vua, nghe người ta quăng Jeremy xuống hố. Vả bây giờ vua đang ngồi tại cửa Benjamin. Ebed-melet từ trong cung vua đi ra và tâu cùng vua rằng: Muôn tâu chúa tôi, những người này đãi tiên tri Jeremy cách như vậy, vả lại quăng người xuống hố là ác lắm. Người sẽ chết đói tại đó, vì trong thành không còn có bánh nữa. Vua bèn truyền cho Ebed-melet người Ethiopi rằng: Hãy từ đây đem 30 người đi trục tiên tri Jeremy lên khỏi hố trước khi người chưa chết. Ebed-melet đem những người đó theo mình và đi vào cung vua, đến một chỗ ở dưới kho. Tại đó, người lấy dẻ và áo cũ, dùng dây dòng xuống dưới hố cho Jeremy. Ebed-melet người Ethiopi nói cùng Jeremy rằng: Hãy để dẻ và áo cũ ấy trên dây, lót dưới nách ông. Jeremy làm như vậy. Họ bèn dùng dây kéo Jeremy lên khỏi hố, rồi Jeremy ở trong hành lang lính canh. Vua Sê-đê-kia sai tìm tiên tri Jeremy và đem người riêng ra tại nơi cửa thứ ba của nhà Đức Giê-hô-va. Vua nói cùng Jeremy rằng: Ta có một điều hỏi ngươi, chớ giấu ta gì hết. Jeremy bèn tâu vua Sê-đê-kia rằng: Nếu tôi tỏ cho vua điều ấy, vua há chẳng giết tôi sao? Còn nếu tôi khuyên vua, chắc vua chẳng nghe tôi. Vua Sê-đê-kia thề cách kín cùng Jeremy rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là đấng đã làm nên linh hồn này cho chúng ta, ta sẽ không giết ngươi và không phó ngươi trong tay những người đòi mạng sống ngươi. Jeremy bèn tâu cùng Sê-đê-kia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Nếu ngươi ra hàng đầu các quan trưởng của vua Babylon thì ngươi sẽ được sống,
và thành này sẽ không bị đốt bằng lửa. Ngươi sẽ sống với cả nhà mình. Nhưng nếu ngươi không ra hàng đầu các quan trưởng của vua Babylon, thì thành này sẽ phó trong tay người canh đê. Họ sẽ dùng lửa đốt đi, và ngươi sẽ không thoát khỏi tay họ. Vua Sê-đê-kia nói cùng Giê-rê-mi rằng: Ta e người Giu-đa đã hàng đầu người canh đê sẽ phó ta vào tay chúng nó, và ta mắc phải chúng nó chê cười chăng? Giê-rê-mi thưa rằng: Người ta sẽ không phó vua đâu. Xin vua hãy vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va trong điều tôi nói, thì vua sẽ được ích và được sống. Nhưng nếu vua không khứng đi ra, thì này là lời Đức Giê-hô-va có tỏ cho tôi: Này, hết thảy đàn bà còn lại trong cung vua Giu-đa sẽ bị dắt đến cùng các quan trưởng của vua Babylon. Những đàn bà ấy sẽ nói cùng vua rằng: Những bạn thân của vua đã dỗ dành vua và được thắng. Đoạn chân vua đã nhúng trong buồng, thì chúng nó trở lui đi. Hết thảy cung phi hoàng tử vua sẽ bị điệu đến nơi người canh đê, còn vua sẽ không thoát khỏi tay chúng nó, nhưng sẽ bị tay vua Babylon bắt lấy, và vua sẽ làm cho thành này bị đốt bằng lửa. Bây giờ Sê-đê-kia nói cùng Giê-rê-mi rằng: Chớ cho ai biết mọi lời này thì ngươi sẽ không chết. Nếu các quan trưởng nghe ta đã nói cùng ngươi, đến cùng ngươi mà nói rằng: Hãy thuật lại cho chúng ta những điều ngươi nói cùng vua, và vua nói cùng ngươi, chớ giấu chúng ta, thì chúng ta không giết ngươi. Ngươi khá trả lời rằng: Tôi đã cầu xin vua đừng khiến tôi về trong nhà Jonathan, kẻo tôi chết ở đó. Các quan trưởng đến tìm Giê-rê-mi và gạn hỏi. Người dùng những lời vua đã truyền mà đáp lại cùng các quan. Họ bèn thôi nói với người, vì không ai biết việc đó. Giê-rê-mi ở nơi hành lang lính canh như vậy cho đến ngày Jerusalem bị lấy. Khi thành bị lấy, người vẫn còn ở đó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.